Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Campuchia ở bảng B của AFF Suzuki Cup 2020 đã được bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, các cầu thủ Indonesia bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Cú đá phần góc của Evan Dimas. Bàn thắng mở tỷ số đến một cách đầy dễ dàng đối với đội tuyển Indonesia. Pha lập công là của Arianto. Một sự khởi đầu có thể nói là cực kỳ thuận lợi và suôn sẻ dành cho Indonesia. Ở cú dứt điểm đầu tiên trong khung thành thì họ đã ghi bàn. Ở giải đấu năm nay thì đã có rất nhiều những tình huống bóng chết, đặc biệt là những quả đá phạt góc dẫn tới các bàn thắng với những pha dứt điểm bằng đầu. Đặc biệt nó đến rất nhiều từ phía các cầu thủ chủ nhà Singapore. Cầu thủ Malaysia cũng đã làm được những điều như vậy. Và bây giờ đến lượt đội tuyển Indonesia. Indonesia và Campuchia đã gặp nhau 6 lần trước đây và các cầu thủ Indonesia giành chiến thắng cả 6 trận. Suýt nữa có một pha phản lưới nhà của cầu thủ đội trưởng Sambates bên phía đội tuyển Campuchia. Một tình huống nỗ lực cản phá quả tạt bóng của cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia. Một quả tạt rất nguy hiểm của Witan. Indonesia chơi rất tốc độ và điều này khiến cho hàng thủ của đội tuyển Campuchia phải đối mặt với những phút giây lung túng. Tuy nhiên hy vọng là những cọ sát gần đây, đặc biệt là vòng loại thứ hai World Cup 2022 và những quan sát, những nghiên cứu đối thủ từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo và các ban luyện sẽ giúp chúng ta có được những màn trình diễn tốt. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho cao thủ Indonesia sau nỗ lực xử lý của đội trưởng Evan Dimas. Hàng phòng ngự của đội tuyển Campuchia đã chơi không quyết liệt ở tình huống này. Trong trận đấu với Malaysia thì các cầu thủ phòng ngự Campuchia chơi tốt hơn nhiều. Tuy nhiên ở trận này thì lối chơi tốc độ và giàu thể lực của Indonesia dường như đã khiến cho đội tuyển Campuchia có phần bị bất ngờ. Trong tình huống như thế này mà Evan Dimas vẫn có thể ghi bàn được. Xung quanh là ba cầu thủ Campuchia. Đã có rất nhiều những sai sót trong việc bố trí chơi phòng ngự và cái cách bọc lót cho nhau của các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Campuchia. Bàn đầu tiên của Evan Dimas tại AFF Cup 2020. Và họ đã có một sự khởi đầu trận đấu ngày hôm nay có thể nói là một cách rất thuyết phục với những pha phối hợp ăn ý. Dứt điểm! Không vào! Một pha phối hợp hay của đội tuyển Indonesia. Cú đá đẹp mắt của Walian nhưng chưa đủ độ chính xác để mang đến cho anh bàn thắng. Xem những màn trình diễn của các cầu thủ nhập tịch ở vòng loại World Cup thứ hai, người sẽ thực hiện quả phạt góc đó là số 20 và tỷ số là 3-0 cho đội tuyển Indonesia. Lại là Irianto là người được hưởng lợi từ những quả đá phạt góc chính xác của đồng đội, và trong cả hai lần đánh đầu dứt điểm từ những quả đá phạt góc như vậy thì anh đều ghi bàn. Một cú đá phạt góc bóng đi rất xoáy và Irianto thêm một lần nữa không bị ai kèm cả. Sự can thiệp của thủ môn Hun Kim Huy đã là quá muộn. Những bàn thắng đến phải nói là hết sức dễ dàng đối với đội tuyển Indonesia. Keo Sofeng dứt điểm, đã có bàn thắng dành cho Campuchia. Nó lại đến từ một quả đá phạt góc khác ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trận thứ hai liên tiếp thì Campuchia gặp phải đối thủ mạnh. Trận trước là Malaysia và hôm nay là Indonesia. Nhưng trận nào thì họ cũng đã có bàn thắng. Chúng ta vừa nói đến những thử thách đối với hàng phòng ngự của Indonesia. Thì tất cả những tình huống như thế này sẽ là những sự tham khảo hữu ích dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Sang ngang là cứu thua, không vào.
Suýt nữa cao thủ Indonesia đã lập một tuyệt phẩm. Người đã bỏ lỡ cơ hội và rất không may vừa rồi là Irfan Jaya. Cú đá sau đó của Walian ở một vị trí thuận lợi cũng đã không thành công. Đây là tình huống dẫn đến cú đá chạm sang ngang của Irfan Jaya. Và xử lý cực kỳ đẹp mắt và cũng rất ngẫu hứng của Jaya. Bóng vẫn đang nằm trong chân của đội tuyển Campuchia. Một cơ hội dành cho Campuchia. Đó là một thời cơ rất lý tưởng để cho Keo Sokfe làm nên chuyện. Và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được nỗi tiếc nuối của tiền đạo này, khi anh không thể chiến thắng được thủ môn của đội tuyển Indonesia. Lại là Witan. Cơ hội dành cho Indonesia. Sút bóng vào rồi. 4-1 dành cho đội tuyển Indonesia. Khi mà khoảng trống phía trước đối với Rumah Kiek là rất lớn. Cầu thủ vào sân thay người đã lập công cho đội tuyển Indonesia để nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-1. Shin Tae-hyung đang trình làng một dàn cầu thủ trẻ thi đấu cực kỳ ấn tượng. Người lập công Ramai Rumah Kiek. Ramai cũng mới chỉ 19 tuổi. Chúng ta xem lại một lần nữa pha xử lý hoàn hảo của Ramai Rumah Kiek. Cầu thủ mặc áo số 7 của đội tuyển Campuchia lấy đà. Một ưu đó. Bàn thắng thứ 6 trong trận đấu, bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Campuchia và đó quả thực là một pha lập công ấn tượng. Chúng tôi đã nói về việc các chân sút của hai bên có thể dễ dàng ghi bàn như thế nào ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thì điều đó đã đến với cú đá phạt này của Moni Udom. Bóng sau khi chạm hàng rào đã bay đi theo một quỹ đạo rất khó để cản phá với thủ thành Fadin bên phía đội tuyển Indonesia. Chang Thea. Khá tốt. Đánh đầu. Đã không có bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ Campuchia. Nếu như hòa dứt điểm này của Vin Pisot thành bàn, trận đấu sẽ trở nên rất hay trong khoảng 20 phút còn lại. Phải nói đây là một tình huống tấn công rất sắc nét và bài bản của đội tuyển Campuchia. Một pha phượt tấn công tam giác với một đường bóng cuối cùng nữa là dành cho Vin Pisot. Rất tốt, pha phượt rất tốt của đội tuyển Campuchia. Từ một vị trí gần tương tự thế này thì Moni Udom đã có bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Campuchia, nhưng đứng trước bóng lúc này là một cầu thủ khác. Cú đá thẳng. Pha sút phạt khá tốt của Sreng Bonrot. Chúng ta đang được theo dõi lại cú đá rất tự tin của Bonrot. Và nếu như xem lại lịch sử AFF thì cầu thủ này cũng đã từng có một bàn thắng từ rất xa.